bắt thầy cúng lừa đảo di cung hoán số chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay sẽ lại bàn về hiện trạng các trung tâm đăng kiểm và mặt trái của tình trạng xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm. Hai học sinh ở Bình Định sáng chế máy bào lạc tre chấp 5 thợ thủ công. Thuyền hốt rác tự động chạy bằng năng lượng mặt trời. Khánh Vy và Hoàng Trí xin gửi lời chào mừng cùng lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Phần tin nóng sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Địa ốc Alibaba và 22 công ty con. Sau đó, Luyện cho người thân hoặc nhân viên thân tín đứng tên mua một lượng lớn đất nông nghiệp rồi dùng các pháp nhân trong cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật. Với vai trò chủ mưu, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 bị hại. Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ quan điểm bào chữa của các luật sư bảo vệ Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm, tuyên án bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Nguyễn Thái Luyện, lĩnh mức án 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện, 27 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền. Hội đồng xét xử buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, tương đương hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù giam. Ngày 29 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Út, sinh năm 1975, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Út tự xây am tu hành tại gia trên địa bàn ấp Bà Chăn A, xã Châu Thới, và thường xuyên xem bói lên đồng, lên bóng để cúng căn giải hạn cho người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ, thay cung đổi mạng, giải căn, giải hạn thì mới tai qua nạn khỏi. Khi người dân đưa tiền, bị can Út dùng sim rác mạo danh các ngôi chùa lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng để nhắn tin cho người dân với nội dung đã nhận được tiền cúng lễ. Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2019 đến cuối năm 2021, Út đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh để chiếm đoạt số tiền hơn 740 triệu đồng. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra về Trật tự Kinh tế Ma túy Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vừa bắt được một đối tượng truy nã sau 23 năm lẩn trốn tại xã Hua Nhàn về tội mua bán trái phép các chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Thảo Allen, sinh năm 1965 ở bản Hua Nông, xã Hua Nhàn. Theo thông tin, năm 1999, đối tượng Thảo Allen bị phòng BC04 Công an tỉnh Hòa Bình ra lệnh truy nã số 293 ngày 17 tháng 10 năm 1999 về hành vi trốn khỏi nơi cư trú khi đang bị công an điều tra về hành vi buôn bán trái phép các chất ma túy, thuộc đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Năm 1999, khi đang bị Công an tỉnh Hòa Bình điều tra về hành vi liên quan đến ma túy, thì Thảo Allen đã bỏ trốn khỏi địa phương, sống chủ yếu là ở nơi hoang vắng. Đến năm 2000, Allen bí mật đưa vợ con về sinh sống tại bản Nông Ọ A, nay là bản Hu Nông, ở xã Hu Nhàn, huyện Bắc Yên cho đến nay. Trong suốt 23 năm lẩn trốn truy nã về cư trú tại xã Hu Nhàn, Thảo Allen đã khai thêm một tên khác là Thảo A Cha và sinh sống như những người bình thường, tưởng đã thoát con đường phạm tội của mình. Nhưng đến ngày 27 tháng 12 năm 2022, bị Công an huyện Bắc Yên bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Hòa Bình cách đây 23 năm. Thưa quý vị, tổ công tác của đồn biên phòng Cầu Muốn phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vào nội địa. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên Lê Văn Thành và Châu Minh Tùng, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hai đối tượng này nhận lời một người phụ nữ không rõ lai lịch vận chuyển thuê số thuốc lá trên từ biên giới vào nội địa. Hiện tại, đồn biên phòng Cầu Muốn đã đưa toàn bộ người, tang vật và phương tiện về đơn vị để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, các trung tâm đăng kiểm hiện đang là tiêu điểm của báo chí trong thời gian gần đây. Và chuyên mục Đóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ lại đề cập về đối tượng này với một góc nhìn khác của tác giả Nguyễn Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là chuyên án do Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm. Cũng từ hiện trạng các trung tâm đăng kiểm, dư luận mới rõ thêm về mặt trái của tình trạng xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm. Hiện cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 196 trung tâm đăng kiểm theo hình thức xã hội hóa, 64 trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Giao thông Vận tải và 20 trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sự gia tăng các trung tâm đăng kiểm, nhất là do doanh nghiệp đầu tư, các trung tâm đăng kiểm đã cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng. Một số nơi hoạt động sai tiêu chuẩn, quy chuẩn, bỏ nội dung, hạng mục kiểm tra, thực hiện các hành vi giả mạo trong kiểm định xe. Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam ghi rõ. Con số được công bố mới đây khiến nhiều người sững sờ. Ngoài hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được nhóm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh phía Nam cố ý bỏ qua lỗi vi phạm để thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng, còn có 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được cấp trái với quy định để nhóm này thu lợi trên 10 tỷ đồng. Với hàng chục ngàn phương tiện không bảo đảm an toàn như vậy lăn bánh trên mọi ngã đường, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra, thiệt hại nhân mạng, tài sản xã hội là rất lớn. Do đó, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an được dư luận xã hội hoan nghênh. Xã hội hóa, hoạt động đăng kiểm là chủ trương đúng trong điều kiện vốn ngân sách còn hạn chế. Nhưng thực trạng, nhiều trung tâm đăng kiểm sai phạm nghiêm trọng đòi hỏi phải gia tăng năng lực quản lý, giám sát, chế tài, xử lý, không để cho các trung tâm đăng kiểm trục lợi bất chính trên sinh mạng của người dân. Để cho các trung tâm đăng kiểm chạy theo lợi nhuận, xem nhẹ mục tiêu đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện tham gia giao thông là lỗi của các trung tâm đăng kiểm và trách nhiệm của cơ quan quản lý. Hơn ai hết, Cục Đăng kiểm Việt Nam thấu hiểu các chiêu trò, thủ thuật mà các trung tâm đăng kiểm có tiêu cực thường áp dụng. Song việc quản lý lỏng lẻo, thậm chí tiếp tay, móc ngoặc của một số cán bộ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam với các trung tâm đăng kiểm làm ăn bất chính là việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Đây cũng là bài học sâu sắc về quản lý ngành, không để trung tâm đăng kiểm lợi dụng nhiệm vụ được giao mà làm trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Vâng, làm trong sạch bộ máy, nhân sự kiểm định viên và bịt lỗ hổng trong hoạt động các trung tâm đăng kiểm, dù chậm, cũng là việc phải làm. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày này tại Yên Bái, nhiệt độ ngoài trời mỗi ngày một xuống thấp hơn, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn trâu bò. Để đảm bảo phòng chống rét cũng như là thức ăn dự trữ trong mùa đông giá lạnh, các hộ nông dân trên địa bàn của tỉnh đã chủ động nhiều phương án hữu hiệu. Hai con trâu và một con ngé này là tài sản lớn nhất của gia đình bà Lý Thị Vàng. Ngay từ đầu mùa đông, gia đình bà đã chủ động dự trữ trong trạ, trồng cỏ voi và sửa chữa, gia cố lại chuồng trại để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc. Đối với người dân chúng tôi, gia súc là nguồn tài sản lớn nhất của gia đình, nên mỗi khi gặt lúa xong, chúng tôi thường thu gom rậm rạ để dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Khi bước vào mùa đông, chúng tôi thường cho uống nước ấm và không thả gia súc vào rừng để hạn chế gia súc bị chết rét. Chính quyền của Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân không thả rông gia súc khi thời tiết lạnh giá dưới 10 độ C, trực tiếp hướng dẫn cho bà con cách che bạt chắn gió, gia cố sửa chữa chuồng trại, cách chăm sóc sưởi ấm, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Đặc biệt, để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, người dân đã chủ động thu gom, dự trữ trong trại. Cùng với đó, hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng đúng định kỳ cho đàn vật nuôi.
ở thành phố Cần Thơ có một người đàn ông thường làm nghề đi bắt những tổ ong trong cục điện, cành cây về nuôi, sau đó bán ong chúa và nhận nuôi gia công cho các hộ nuôi ong. Và sau hơn 40 năm làm nghề nuôi ong lấy mật gia công, người đàn ông này đã thành công khi gia công lấy mật cho các hộ ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Người mà Khánh Vy vừa nhắc đến là ông Trịnh Phước Trung, 61 tuổi, ngụ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng về đây để khám phá nghề nuôi ong lấy mật gia công của một lão nông đã có thâm niên 40 năm trong nghề. Ông Trịnh Phước Trung, những năm qua, tâm huyết với nghề xây tổ ong tại các nhà vườn nuôi ong lấy mật. Ban đầu đi bắt ong chúa ngoài tự nhiên, đem về nuôi. Ông Trung đã vô số lần bị ong chích, có khi bị chích đến 24 vết phải nhập viện. Nhưng ông Trung vẫn không sợ mà vẫn bám nghề. Bắt trong cục đèn, với bọng dừa, với trong nó đóng trong kính. Loài ong này là ong nó đóng tập tính của nó là trong kính, nó không đóng ngoài. Cho nên mình nuôi mình phải theo dõi nó hàng năm mình biết. Rồi cái biện pháp như cứng thùng là mình lấy mật cho rồi bắt đầu mình chuyển đàn, tách đàn, cấy chúa thay chúa. Nó có bao nhiêu đó. Và hơn 40 năm gắn bó với nghề đặc biệt này, ông Trung dường như đã quen hơi nên không còn bị ong chích nữa. Không chỉ có nghề xây tổ cho ông Trung còn có biệt tài bỏ ong vào miệng. Để chứng minh cho biệt tài này, ông Trung không mặc đồ bảo hộ, không bao tay, lưới đội đầu hay bất cứ vật dụng bảo hộ nào mà thuần thục mở nắp thùng có hàng trăm con ong đang đậu lúc nhúc, rồi ông đưa tay hốp đầy nắm ong cho vào miệng. Đàn ong bị động ổ, bay tứ tung, vọt ra khỏi miệng và ông làm đi làm lại nhiều lần nhưng không có con nào chích ông cả. Thoạt nhìn qua thì dễ, nhưng không phải ai cũng dám làm như ông Trung, bởi không chỉ cần có kinh nghiệm mà phải có sự đam mê mới có thể thu phục loài côn trùng hung dữ này. Quen rồi làm dọc chơi chơi đỡ buồn vậy thôi chứ ghiền thì làm gì đó. Rồi cứ một tuần là đi bắt ong, không bắt là ghiền. Mà làm xuyên suốt là mấy chục năm nay rồi. Đam mê đó, làm hồi nhỏ hồi 11 tuổi. Hồi 11 tuổi tới bây giờ. Ban đầu ông nuôi gia công từ vài thùng ong, nhưng đến nay đã tăng số lượng hơn 200 thùng một năm. Được biết khi thu hoạch, mỗi thùng ong mật của ông Trung nuôi gia công có thể đạt từ 500ml đến 1 lít mật, tùy vào từng mùa mưa hay nắng. Bình quân mỗi thùng ông Trung được trả công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhờ công việc này đem lại cho ông thu nhập từ 150 triệu đồng một năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến Bình Định để mục sở thị chiếc máy bào lạc tre do hai học sinh lớp 9 sáng chế. Đáng chú ý là chỉ trong một ngày, chiếc máy này đã chẻ được hàng chục cân lạc bằng 5 người bào thủ công. Được biết, máy bào lạc tre là sáng chế của hai em Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thanh Phương, học sinh trường trung học cơ sở Cát Thắng. Và chiếc máy này cũng đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022 tại Hà Nội. Theo em Nguyễn Văn Tú, ý tưởng chế tạo chiếc máy này xuất phát từ thực tiễn nhu cầu địa phương về các phụ liệu như cọc tre và lạc tre để tạo dáng thế cho cây cảnh ở thủ phủ Mai Vàng, Bình Định. Với công suất hiện nay thì ngày máy có thể cho ra sản xuất được vài chục kg lạc, tương đương với công làm của hơn 5 người thợ thủ công. Theo Tú chia sẻ, với công suất hiện tại, máy có thể tạo hàng chục kg lạc một ngày, tương đương với năng suất của 5 người bào thủ công. Đặc biệt, máy được làm chủ yếu từ những vật liệu tái chế, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường, bao gồm motor, hộp số xe máy, khung đĩa xích. Máy sử dụng điện 220 V, không có khí thải, không tạo chất thải gây hại cho môi trường. Động cơ và các thiết bị truyền động được bao phủ che chắn, bảo đảm an toàn điện, an toàn vận hành. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định, đánh giá giải pháp máy bào lạc phục vụ cho làng nghề Mai Vàng Bình Định có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, phục vụ trong đời sống, sản xuất rất tốt. Tin quốc tế, một phòng trưng bày nghệ thuật ở Los Angeles, Mỹ đã có một ý tưởng mới lạ khi biến toàn bộ khu trưng bày thành một chiếc bánh khổng lồ. Du khách đến đây sẽ được đi trong mê cung được xây dựng như những chiếc bánh được trang trí lộng lẫy. Khu trưng bày được đặt tên là Keckland, được làm hoàn toàn bằng vật liệu nhân tạo vì đường thật sẽ thu hút kiến. Nơi này được trang trí với gần 1.000 lít kem phủ hơn 100 tấm gương và hàng ngàn quả anh đào và viên pha lê được đính trên các bức tường. Tất cả tạo nên vẻ đẹp thơm ngon và nhẹ nhàng của những chiếc bánh.
Tôi chọn bánh bởi vì số 1, nó thực sự đẹp. Thứ 2, nó thực sự rất thú vị khi thiết kế. Và thứ 3, nó thu hút người xem theo một cách có ý nghĩa. Ngoài ra, khách tham quan Cakeland sẽ nhận thấy một số yếu tố trang trí mang phong cách tăm tối hơn trong triển lãm khi họ khám phá không gian trưng bày. Những chiếc bánh nhân tạo được tạo ra tại Cakeland dường như đã gây ấn tượng mạnh với du khách, khiến đây là nơi khó có thể bỏ qua đối với những ai yêu thích đồ ngọt. Cũng tại Los Angeles, dự án thử nghiệm thiết bị chặn rác 007 đã được khởi động tại con lạch Ballona Creek, tuyến đường thủy ô nhiễm nhất của thành phố. Dự án được triển khai với mong muốn là ngăn chặn nhựa và các loại rác thải nổi tràn ra khắp Thái Bình Dương. Thiết bị chặn rác 007 dài khoảng 22m, có 6 thùng thu gom với sức chứa lên tới 1.750 khối rác. Thiết bị chặn rác này là đứa con tinh thần của The Austin Clean Up, một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan. Cách thức hoạt động của thiết bị này là những thanh chắn nổi dài này sẽ đưa rác đến phía trước của thiết bị chặn, nơi có băng tải khổng lồ này, sau đó tách rác ra khỏi nước trước khi đổ vào các lưu trữ rác. Ra mắt vào năm 2013, tổ chức The Ocean Cleanup cho biết họ hy vọng sẽ dọn sạch 90% lượng rác thải nhựa trôi nổi trên các đại dương trên thế giới vào năm 2040. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chuyên mục Cà phê không đường, bát nháo thì chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam. Trong chuyên mục Chuyện ngày mới, mời quý vị cùng khám phá nghệ thuật trong cây cảnh không chậu, Kokedama, một phong cách bonsai độc đáo mới lạ đến từ Nhật Bản. Chuyên mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm liên quan đến thi chứng chỉ ngoại ngữ. Thưa quý vị, thời điểm tháng 11 vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tạm dừng hàng loạt các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam để rà soát nhằm siết chặt lượng thi cử, ngăn gian lận. Ngay khi được cấp phép tổ chức thi trở lại, việc gian lận vẫn ngang nhiên diễn ra, thậm chí được thực hiện ngày một tinh vi hơn như thách thức cơ quan quản lý. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị sẽ cùng thâm nhập các lò luyện thi, những kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh không cần biết tiếng Anh, chỉ cần chi tiền chắc chắn sẽ có chứng chỉ xịn. Nếu có nhu cầu sở hữu chứng chỉ tiếng Anh, không khó để tìm thấy những lời quảng cáo hấp dẫn như thế này. Trong vai một người có nhu cầu thi chứng chỉ APTIS để phục vụ công việc, nhóm phóng viên đã liên hệ với trung tâm APTIS GEZ và được một người tên Quách Chí Dũng mời tham gia vào một nhóm Zalo kín và hướng dẫn cách thức chuyển khoản tiền học, lễ phí thi. Số tiền Dũng ra giá dao động từ 4 đến gần 5 triệu đồng tùy vào mức độ bằng mà người học cần thi. Trong đó, 2 triệu là lễ phí thi, số còn lại là lễ phí cho buổi học thuộc đáp án của đề thi chính thức. Mang tiếng là ôn tập hay luyện thi, nhưng thực chất là Dũng dạy người học cách chiêu trò để học thuộc lời đáp án mà mình cho trước. Đặc biệt, Dũng luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đây là đáp án của đề thi chính thức, nếu học viên học thuộc càng nhiều, điểm sẽ càng cao. Nhưng mà cứ đăng ký là từ Dũng qua mà, học cái này là từ Dũng qua rồi. Sau khi hoàn tất các thủ tục đóng tiền cho người có tên là Quách Chí Dũng, phóng viên được hẹn đến địa điểm tại số nhà 4B, ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội để ôn thi. Vẫn là những chiêu trò quen thuộc, các giáo viên phát cho học viên các tờ đáp án cùng lời khẳng định đây là đáp án của đề thi APTIS do Hội đồng Anh tổ chức diễn ra cùng ngày. Sau 2 tiếng ngồi học thuộc đáp án, các học viên được các đối tượng hướng dẫn di chuyển đến địa điểm tòa nhà của Trung tâm Ngoại ngữ Vietest English và Hội đồng Anh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để tham dự kỳ thi. Dù phải chạy xa vất vả từ địa điểm học ra địa điểm thi ngay trong một buổi chiều, nhưng sau buổi thi, các thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ vì ai cũng trúng tủ. Họ khẳng định đề thi chính thức giống với đáp án cho trước đến trên 90%. Trúng nhiều không? Nó chỉ lệch 1-2 câu ấy. Còn lại là trúng hết ấy. Đúng rồi đó. Trúng hết á. Thế nhưng mà học thuộc rồi đúng rồi đó. Học thuộc rồi. Học thuộc là phải như thế nào? Nó phát cho mình vào giấy như đáp án rồi mình học hết luôn.
Từ giờ đó thì nó cũng hết, mấy bạn nhớ. Vào một buổi thi khác diễn ra ngày 11 tháng 12, vẫn là những chiêu trò tương tự được người tên là Dũng đưa ra với các học viên. Nhưng lần này, người học được hướng dẫn đến một ngôi nhà nằm trên phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội để ôn thi. Trong căn phòng rộng 15m², gần 30 học viên được phân loại ngồi theo hai dãy tùy vào loại chứng chỉ đã đăng ký. Mình chọn các bạn như thế nào thì mình đã ghi các bạn đây rồi. Các bạn thấy chưa? Mỗi một gạch là một câu, mỗi một ý này. Rồi các bạn thế nào thì khóa nhé. Không nên học cái gọi là cái ấy chứ đó. Thế nào thì khóa. Chắc chắn là thì khóa. Dũng khẳng định chỉ cần học thuộc chắc chắn sẽ trúng. Học ở trung tâm này không lần nào là không trúng đề. Sau khi hoàn thành việc học thuộc đáp án tại phòng học ở phố Chùa Láng, đoàn người lại tức tử di chuyển đến địa điểm thi tại khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Đúng như lời quảng cáo, đáp án cho trước trùng khớp với đề thi chính thức của buổi thi hôm đó. Thế hôm nay chị trúng được bao nhiêu câu? Trúng hết. Trúng hết thì chị nhớ hết không? Tức là cái gì, cái trúng, cái phần sáng nào có gì? Trúng hết. Trong số những lớp học mà nhóm phóng viên tham gia, tỷ lệ đổ chứng chỉ APTIS mức B1 trở lên chiếm tới 98%, số còn lại thi trượt với lý do học thuộc chưa kỹ. Trúng hết hả? Có thì giống hết nhau hả? Cậu đi vào đề mấy? Một. Đề một đã đúng hết đâu. Giống là khác một câu thôi. Em học không kỹ đâu chứ là lần nào mình học hết. Chơi thì còn... Mình đã bảo sao ấy đúng không ạ? Thì nó nào giữa hai cái đấy, ví dụ em có thể là nghe một hoặc là đọc hai, nghe hai hoặc đọc một chắc là em nhầm thôi. Tại Việt Nam, bài thi APTIS đã được công nhận và sử dụng tại nhiều trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục từ năm 2013 tới nay. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều sinh viên có nhu cầu học và thi loại chứng chỉ này. Không cần biết tiếng Anh, chỉ cần có tiền là mọi việc đều có thể giải quyết. Trung tâm APTIS GEZ chỉ là một trong số rất nhiều đầu mối quảng cáo ôn thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bao đậu với nhiều chiêu trò, cách thức gian lận. Không chỉ APTIS mà cả IELTS và hàng loạt các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ khác cũng đang được rao bán đáp án, thậm chí cả đề thi rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nhiều cò mồi nhiệt tình đưa ra những lời mời chào hấp dẫn với đủ các mức giá, chỉ từ vài trăm ngàn đến gần trăm triệu đồng, tùy theo nguyện vọng mong muốn của khách hàng. Kỳ thi là có thật, được trông thi nghiêm ngặt, chứng chỉ cũng là thật. Chỉ có điều, bằng cách nào đó, đáp án đã được tuôn ra ngoài. Người đi thi, dù không biết một chữ tiếng Anh, vẫn chắc là vượt qua kỳ thi với tấm bằng trên tay. Điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn liệu có hay không sự câu kết giữa các trung tâm luyện thi ngoại ngữ và đơn vị tổ chức kỳ thi nhằm phát tán đáp án đề thi, thực hiện hành vi gian lận. Đây là câu hỏi lớn, cần sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công an huyện Phong Điền và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 51D-46722 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R-07798 do tài xế Cao Thanh Tài, sinh năm 1990 điều khiển, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên rơ móc biển kiểm soát 51R-07798 chở 25 thùng xốp đựng trứng gà non, 430 thùng xốp đựng chân gà, 5 thùng chả cốm, 17 thùng xúc xích các loại, 105 thùng thịt bò, 30 thùng thịt heo, 80 thùng chân cánh gà. Số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm. Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-17479 do Trương Quang Phước, sinh năm 2000, điều khiển, vận chuyển 506 cái áo quần và 101 đôi giày dép các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản, tạm giữ hàng hóa, phương tiện để xử lý. Đồn biên phòng Quảng Đức, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển gia cầm và cá giống không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Phan, sinh năm 1988, điều khiển đang chở 450 khay nhựa đựng gà giống, tổng số 67.500 con. Kiểm tra xe ô tô còn lại đang vận chuyển 8.000 con cá tầm giống. Vào thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà và cá giống. Qua điều tra xác minh ban đầu, hai đối tượng đều khai nhận vận chuyển thuê lấy tiền công. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu các đối tượng đưa phương tiện và toàn bộ tang vật về đồn biên phòng Quảng Đức để điều tra xác minh làm rõ. Chiều ngày 29 tháng 12,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Đức Quyết, 28 tuổi, để mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép ma túy. Trước đó, ngày 28 tháng 12, tại khu vực Tổ 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Hải Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ Dương Đức Quyết. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy tổng hợp dạng hàng đá và ô tô biển số 43C22963. Trước đó, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Đặng Minh Trí, 23 tuổi, với 2 kg ma túy dạng hàng đá. Trí khai nhận số ma túy trên mua từ Dương Đức Quyết. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ án ma túy theo quy định của pháp luật. Khánh Vy này, nhắc đến trồng cây cảnh á, thì có nhiều kiểu để trồng, ví dụ như là trồng trong đất này, trồng trong nước này. Thế nhưng có bao giờ Khánh Vy nghe đến việc là trồng cây cảnh kiểu độc lạ, đó là treo lơ lửng ở trong nhà mà không cần đến chậu chưa? Trồng cây theo kiểu này thì Khánh Vy chưa làm thử bao giờ, nhưng mà nghe Hoàng Trí nói thì cũng thú vị lắm đó. Vậy thì bây giờ đây Khánh Vy cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy thử đi, làm mới không gian sống của mình với cây cảnh treo Kokedama. Phong cách Nhật Bản dựa tựa như là những cái quả bóng rất là xinh xắn treo lơ lửng giữa không trung vậy. Và chắc chắn là mọi người sẽ bất ngờ trước hiệu quả mà chúng đã tạo ra đấy. Nào, ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện Ngày Mới để cùng khám phá thú chơi nghệ thuật trồng cây không chậu độc đáo này nha. Là một người yêu cây, anh Lê Tiến Thành cùng những người bạn của mình thường xuyên tìm tòi những cách trồng cây mới, sáng tạo và độc lạ. Thời gian gần đây, nghệ thuật trồng cây Kokedama không cần sử dụng đến chậu đang được anh áp dụng. Đây là một phong cách trồng cây đến từ đất nước Nhật Bản, đề cao vẻ đẹp tự nhiên và mộc mạc. Nó sẽ sử dụng bằng rất nhiều đất trồng cây trộn cùng với nhau để tạo thành một lớp giá thể bên trong, và bên ngoài có một lớp dớn và bao quanh bởi những sợi dây thừng để tạo kiểu để co. Thường thì người ta sẽ treo lên hoặc là người ta sẽ để trực tiếp trên bàn làm việc để đề co và tạo những điểm nhấn tại khu vực mà họ muốn. Phong cách trồng cây Kokedama thường sử dụng những cây thân leo hoặc là cây thân thảo có bụng rễ nhỏ và chịu được ẩm. Phương pháp này cũng rất phù hợp với những người bận rộn, bởi vì chỉ cần ngâm quả Kokedama trong chậu nước một lần một tuần. Mỗi lần 15 đến 30 phút là cây có thể tự nuôi dưỡng trong những ngày tiếp theo. Hoàn toàn không dùng một bất kỳ một cái cốc nhựa hay là một cái chậu nhựa hay là bất kỳ một cái gì đó liên quan đến nhựa cả. Hoàn toàn là tự nhiên hết, từ giá thể cho đến cây cho đến tất cả mọi thứ thì nó đều là tự nhiên hết. Và cái quá trình của cái quả cầu này thì nó sẽ diễn ra rất là dài, nghĩa là cái quả cầu này có thể chơi được rất là lâu, 1 đến 2 năm. Để lan tỏa thú chơi cây độc đáo cũng như bảo vệ môi trường này đến với mọi người, anh Thành cũng như những người bạn của vườn trong nhà thường xuyên tổ chức những buổi workshop miễn phí giới thiệu phong cách trồng cây mới và hướng dẫn mọi người tự tay trồng cây cho riêng mình. Nghệ thuật trồng cây Kokedama đang ngày càng được nhiều bạn trẻ biết đến và hưởng ứng bởi sự độc đáo, dễ làm, chi phí phải chăng, chăm sóc đơn giản và sự tiện lợi của nó. Anh Thành cũng như mọi người mong muốn thời gian tới sẽ mang phong cách trồng cây này đến với nhiều người hơn nữa, góp phần lan tỏa tình yêu với cây cảnh. Vâng, thưa quý vị, nghệ thuật trồng cây cảnh trong bóng rêu Nhật Bản là một xu hướng trang trí nhà cửa đang rất hot ở trên thế giới. Cách trồng cây này thì rất là phù hợp với những nhà có không gian chật chội, bởi nó có thể dễ dàng mang thiên nhiên vào trong nhà của mình. Và Khánh Vy tin chắc rằng trồng cây cảnh không chậu sẽ là một xu hướng mới được nhiều người yêu thích, đặc biệt là những người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thích sự độc đáo, phá cách. Và thưa quý vị khán giả, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa thì Khánh Vy và Hoàng Trí xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Khánh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại.